đầu bếp Hiền Minh và Hữu Đằng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Khung giờ phát sóng của chương trình 11:50 từ thứ hai tới thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Dạ cô Minh ơi, con thấy hôm nay là mình có cá mà con không có rành về cá lắm. Cá này là cá gì vậy cô? Đây chính là cá he. Dạ nhìn nghèo ngày hôm nay món cá he này mình sẽ nấu món gì vậy cô? Con thấy nguyên liệu đơn giản quá nè. Đúng rồi, khi nhắc đến cá, những cái loại cá mà của sông nước, cái cách kho càng đơn giản thì ăn lại càng ngon. Cá kho. Đúng rồi, ở đây là cá he, mình sẽ làm là cá he kho lạc. Dạ, vậy thôi giờ mình bắt tay vô làm luôn nha. Ủa cô ơi, cá này mình làm ruột, làm bụng nó có phức tạp không cô? Không, đối với những cái loại cá này thì mình làm nó cũng khá là nhanh. Mình cắt mang, bỏ sạch sẽ nè. Và mình rút một cái là nó sẽ ra hết cái phần ruột. Và đặc biệt là với cá he này thì nó lại là hay có cái xương chữ y. Thì cái xương chữ y đó, đó nếu mà mình kho mà nó chưa rục đó, thì ăn nó sẽ hơi vướng. Thì nhớ là mình sẽ phải... kho cho nó rụt một tí xíu. Còn hai thì nó sẽ có một cái cách là mình sẽ khứa nhẹ con cá. Thì thường thì cái xương nó sẽ nằm vậy, thì mình sẽ khứa xéo cái cá như thế này. Dạ. Để cho nó đứt cái xương ra đó, mình ăn nó sẽ đỡ hơn. Này. Ủa cô cầm làm cá còn mấy cái vảy này sao? Cô cố ý là cô để lại vảy. Đối với cá he á, khi kho mà có vảy á, ăn nó lại ngon. Cái vảy nó rất là mềm, nó không có cứng. Nên là khi mình chiên lên mình kho ăn cái vảy á ngon lắm. Đây. Cắt như vậy là ướp vô nó cũng sẽ dễ thấm. Nó sẽ dễ thấm hơn. Con có cần con phủ gì không? Cắt hành không? Có, bây giờ cái đầu hành này nè thì đập dập nó ra cắt để cô lát hồi cô bỏ vô cô kho. Xong rồi cái phần hành lá này cắt nhỏ lại để lát hồi mình nêm vô nồi cá kho của mình. Ớt hiểm á thì đập dập nhẹ nhẹ giùm cho cô luôn nha. Bây giờ thì cô sẽ chiên cá. Khi kho cá thì thường là cô sẽ chiên sơ cá lên. Đây, mình sẽ để cá vô chiên. Thường thì chiên cá sẽ hơi dằn một chút, nhưng mà khi mà mình rửa cá sạch sẽ xong thì mình sẽ ướp nhẹ một tí xíu muối. Thì khi mình chiên thì nó sẽ đỡ dằn hơn. Rồi, cá thì mình sẽ chiên sơ hai mặt ha, để cho nó săn lại. Đây, cô sẽ lật qua đây. Tức là còn cái vảy á, là khi mình chiên á, cá nó không bị nát. Mà nó rất đẹp. Khi mà ăn nó rất là ngon nha. Rồi, khi này bắt đầu là cá mình chiên hai mặt nó đã săn cá lại rồi, thì mình gấp mình bỏ qua trong cái nồi để kho luôn. Đây, cô sẽ bỏ vào đây luôn nè. Bây giờ thì cô sẽ làm cái nước mắm để mà mình ướp ha. Thì trước tiên để làm nước mắm thì cô sẽ thắng một ít đường. Rồi, thì khi mình thắng á, là mình nhớ là mình sẽ để cái đường nó vừa chuyển màu vàng nhẹ. Cô sẽ bỏ luôn hành tím vô, cô phi nó lên cùng với lại gốc hành ha. Đó. Rồi, tiếp đến là cô sẽ cho ớt bằm vô đây. Thơm quá. Cho nước mắm vô. Rồi, cho cô xin mấy cái ớt lúc nãy cắt đi, bỏ vô đây luôn. Giờ thì cô mình sẽ cho vào cái hỗn hợp nước này nè. Là tiêu nè, ít hạt nêm vô đây. Cô sẽ cho thêm đường vô đây. Đường lúc nãy mình thắng chỉ là đường để thắng nó lên màu thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ tạo cái độ ngọt, thì mình sẽ dùng thêm một ít đường vô. Mình sẽ nấu thành cái hỗn hợp sốt như thế này. Đây, mình sẽ ướp vào trong cá như vậy. Thì mình ướp như vậy là khoảng chừng cỡ 30 phút nha Đằng. Rồi, với cái chảo này thì cô sẽ bỏ nước dừa. Nước dừa xiêm hay nước dừa tươi, nước dừa nào cũng được. Mình sẽ nấu sôi nước dừa lên nè. Rồi cho cô hai trái ớt hiểm á, đập dẹp nhẹ thôi. Xong rồi là cô bỏ vào trong nồi cá kho luôn. Rồi cô bỏ vô đây luôn ha. Cá sau khi mình đã ướp đủ thời gian rồi thì mình sẽ nấu nước dừa và nước dừa sôi mình chế vô. Biết tại sao mình phải nấu lên không? Cho dễ thấm vô luôn hả? Không phải, khi mình nấu lên như vậy mình cho vô cá kho, cá nó sẽ ít có bị tanh. Thì bây giờ sau cái thời gian mà cái nồi cá này nó đã ướp đủ thời gian rồi thì cô mở bếp lên một tí xíu để cho cái cá nó được nóng và nước kho nó thấm vô một chút. Sau đó thì cô mới chế nước dừa vô. Rồi đó, bây giờ thì mình sẽ đổ nước vô nè. Nhớ là cái nước này là nước dừa nha. Rồi. Bắt đầu mình sẽ kho. Mình cứ lửa nhỏ thôi, riu riu riu, nhưng mà cái lượng nước nó phải nhiều. Và cái vị này ăn nó sẽ lạc lạc, chứ nó không có giống như là những cái loại cá kho mà kho kẹo như của mình hay kho tiêu. Thì bây giờ mình chỉ cần chờ một tí xíu cho cá nó sôi lên và bắt đầu nó sẽ mềm xương hết, bắt đầu mình sẽ lấy ra thưởng thức nha. Wow.
Rồi cá sôi lên sùng sục sùng sục. Hấp dẫn quá cô ơi. Rồi bây giờ như vậy là chín rồi nè. Dạ. Cô sẽ rắc lên miếng hành rồi ra chuẩn bị cho cô hai chén cơm, hai cô cháu mình cùng thưởng thức nha. Dạ. Đói bụng liền luôn á. Nồi cá kho xuất sắc quá cô ơi. Trời ơi, cái da bên ngoài đó nha, là con thấy là nó giòn, giòn lên. Nó nhìn nó mình được chiên qua đó, cho nên là nhìn cảm giác nó rất là giòn, thịt nó vẫn chắc đó. Bởi vì sao? Bởi vì cá nó vẫn còn giữ được nguyên hình hài. Cái đó là cái do mình kho, mình không có lật trở thì nó giữ được nguyên cái hình con cá. Nhưng mà thật sự thì cá này khi mà kho nó đã mềm rồi. Rồi thôi bây giờ mình ăn liền nha cô. Rồi. Dạ, dạ mời quý vị khán giả, mời cô ạ. Rồi mời Hữu Đằng, bây giờ thử xem coi là ăn cá hen này nó có khác các loại cá khác không nè. Cái vảy ấy, thì nó rất là mềm, mình nhai được, thịt cá mềm, tan trong miệng. Ngọt. Cái bí quyết mà kho với nước dừa nè, con thấy cái cảm giác là ngọt, nó ngọt, ngọt thanh. Đúng ngọt rồi. Dễ chịu cái miệng, nó không bị gắt cái cổ mình. Đúng rồi. Cái nước này chan vô cơm ngon quá. Cái này nước mình kho nhiều vậy nè, mình sẽ có thể chấm được với rau thoải mái luôn. Và thế là thời lượng phát sóng của chương trình Nhanh Mà Ngon cũng đã khép lại rồi. Còn bây giờ, đầu bếp Hiền Minh và Hữu Đằng xin chào và hẹn gặp lại. Và đối với cá thì khi mà mình mua cá lửa thì là mình sẽ phải để ý nè, cái con mắt nó phải còn trong, vẫn đầy lên như vậy. Yeah. Thì cá đó là cá tươi.